Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile. Kênh mình thì chuyên mua bán chạy cũ, máy tính bảng cũ rẻ. Và hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 2021. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để ít mẫu sản phẩm loại cũ giá rẻ. Thì mình sẽ review và giới thiệu chi tiết cho bạn từng sản phẩm một. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn phải đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và đợt này thì là sim villa vào mạng 5G cả năm bên mình ấy thì đang bị khóa thông tin, coi như là tỏa thông tin coi như là khách hàng. Thì là các bạn nào mà đã mua sim villa bên mình mà đang bị tình trạng coi như là không vào mạng được thì là mong các bạn thông cảm và chờ mình coi như là khắc phục một hai hôm các bạn nhé. Thì về đợt này thì là bên Vina họ đang quét coi như là đăng ký thông tin khách hàng, thì là các bạn cố chờ cho bên mình coi như là xử lý một hai hôm. Nếu các bạn nào một hai hôm mà chưa được thì các bạn thể liên hệ trực tiếp với mình để coi như là mình sẽ hỗ trợ coi như là mở sim lại cho bạn. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì là bên mình lại về đến mẫu coi như là sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ, thì là mình sẽ review và giới thiệu chi tiết cho các bạn. Thì sản phẩm đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về là sản phẩm coi như là LG G8 các bạn nhé. Thì lâu lắm coi như là nhà mình lại về được sản phẩm coi như là LG G8 Thinh Quy này các bạn nhá. Trong buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về được hai màu. Một màu đầu tiên này, con này là màu, một này là màu đẹp đỏ các bạn nhé. Đấy, màu coi như là màu mận chín này, đây gọi là chung là màu mận chín này. Đấy, còn đầu tiên này đỏ đỏ mận chín này. Đấy, đỏ mận chín này. Ngoại hình thì là LG G8 này thì ngoại hình thì máy còn là trên 90%, máy coi như là đẹp leng keng các bạn nhé. Đấy, còn LG G8 này ngoại hình thì là bên mình thì là máy đẹp là trên 90%, máy đẹp leng keng. Hôm nay thì mình là về rất là nhiều các bạn nhá. Buổi tối ngày hôm nay thì mình về được hai màu. Đấy, một màu là màu này, màu mận chín này, và màu thứ hai con này là màu xanh các bạn nhé. Màu mận chín và màu thứ hai là màu xanh. Và sản phẩm có như là LG G8 này thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cấu hình chi tiết cho bạn. Thì là hôm nay con này về thì là màn thì nó cực đẹp các bạn nhé. Đấy, mình thấy cái độ phân giải của con này nó chỉ là cũng là như kiểu là con V50 này thôi, nhưng mà mình thấy màu con LG coi như là con LG gì nhỉ, G8 này thì là màu nó là nói chung là xanh, màu nói chung là thật màu và nó đẹp hơn các bạn nhé. Đấy, đây là trên tay mình đây sản phẩm có như là LG V50 này. Và con này là con LG G8, đây thì mình sẽ vuốt lên các bạn nhé. Đây, mình sẽ vuốt hai con lên. Đấy, các bạn nhìn thì con LG G8 màn hình cũng là gì nhở, màn hình con này thì là LG G8, con màn hình của nó là AMOLED. Còn mình qua xíu các bạn, con này là BOLED các bạn nhé. Đấy, màn BOLED thì nó sẽ là đây, sẽ là nhạt màu hơn một chút. Còn màn coi như là màn AMOLED, màn hình con này là AMOLED này thì là màu coi như là nói chung là nó sinh động và nó nhìn màu mè hơn các bạn nhé. Đấy, mình cảm thấy cũng nhận là màn hình của AMOLED con này cực kỳ là đẹp. Thì là con này thì là cấu hình chi tiết, thì con này thì là phiên bản của nó là RAM 6GB. Đấy, con LG V50 con này LG G8 này, con LG G8 Thinh Quy này, thì là con này của nhà mình thì là phiên bản Hàn nhé. Tất cả máy của nhà mình đều là phiên bản Hàn này. Thông tin phần mềm thì con này được chạy lại lên Android 10 cho các bạn nhá. Đấy, thời gian nữa là lên Android 11, nói chung là Android mới nhất luôn, nên các bạn yên tâm. Dòng LG này cập nhật rất là tuyệt vời các bạn nhé. Thì là cấu hình con này của nó là mình là phiên bản là RAM 6GB. Đấy, bộ nhớ trong con này là 128GB. Và màn hình của nó là màn hình AMOLED 6,1 inch. Đấy, QHD 2K+. Đấy, màn hình AMOLED các bạn biết rồi, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, đây là con này, con V50 là BOLED này, thì không được bằng. Đấy, AMOLED nhìn nó đẹp hơn các bạn nhé. Đấy, và dung lượng pin con này của nó là pin gần 4000. Và con này cũng chạy chip Snap là 855 các bạn nhé. Đấy, dung lượng pin con này là pin gần 4000. Và con này của nó là chạy chip Snap là 855, chip hai con này thì như nhau. Con gì nhỉ, LG G8 thì nó nhỏ hơn con LG V50 một chút, nhưng mà cầm con này thì cực kỳ là nhỏ gọn các bạn nhé. Cầm con này cực kỳ nhỏ gọn và rất là thích các bạn ạ. Thì là mình sẽ test coi như là xem phim, nghe nhạc của sản phẩm coi như là LG G8 này, xem là nghe nhạc có sướng không và cái màn hình nó có đẹp không các bạn nhé. Đấy, loa con này thì là cực kỳ to, cực kỳ hay luôn các bạn ạ. Đấy, loa thì là đây. Đấy, loa con LG G8 này nghe cực kỳ sướng các bạn. Đấy, hay con này hơn con LG V50 các bạn nhé. Đấy, đấy, loa này cực kỳ nghe sướng này. Đấy, đây một loa bên trên này và một loa bên dưới, con này loa nghe kép các bạn nhé. Và con này cũng là hỗ trợ coi như là cổng sạc coi như là tai xỉ và jack tai nghe 3.5. jack tai nghe này các bạn cắm mic live stream hay là thu âm thì cực kỳ tuyệt vời. Nếu mà các bạn nào mà mua con này để bỏ túi thì các bạn có thể là cân nhắc mua LG G8 này, dùng cực kỳ là sướng các bạn nhé. Đây mình sẽ vào coi như là cái phim, coi như là phim này 8K cho các bạn, coi như là sản phẩm coi như là cái màn hình của coi như là gì nhỉ, AMOLED của LG này, xem là có đẹp không các bạn nhé. Quá đẹp luôn, màn hình của này thì cực kỳ đẹp các bạn, màn hình thì nét căng luôn đó. Đấy,
màn hình bọn này thì các bạn nhìn nghiêng thì không có độ mờ hay là bóng gì các bạn nhé. Đấy. Đấy. Màn hình của nó thì cực kỳ là khỏi chê luôn. Loa cực kỳ to và nghe cực kỳ là sướng các bạn nhé. Đấy, máy màu xanh này thì ngoại hình là máy còn trên 90%. Ngoại hình thì còn rất là đẹp các bạn nhé. Thì là giá con này thì là cũng rất nhiều thì giá trên thị trường đến mức giá coi như là từ 3 triệu 5 đến coi như là với mức giá coi như là hơn 4 triệu đồng. Nhưng với ở cửa hàng mình hôm nay thì mình sẽ bán cho bạn cái con LG G8 máy đẹp coi như là leng keng này. Giá với giá cho bạn với giá là 3.600.000 các bạn nhé. Đấy. Chỉ với giá coi như là 3.600.000 các bạn sở hữu sản phẩm coi như là LG G8 Thinh Quy. Đấy. Máy thì là rất là đẹp các bạn nhé. Ngoại hình thì là máy trên 90%. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, bạn nào mà cần nhỏ gọn đấy, bạn nào mà thích màn hình coi như là 6,1 inch thì các bạn có thể là cân nhắc mua con LG G8 này, dùng rất là sướng và rất là ok các bạn nhé. Đấy. Đấy, máy rất là đẹp luôn. Con này thì tính năng của nó thì rất là hay luôn. Thì mình sẽ nói sơ qua về tính năng con này, có cái tính năng cực kỳ là hay luôn. Tính năng con này thì là sẽ là gì nhỉ? Tính năng mở khóa nó sẽ là có 3 tính năng các bạn nhé. Đây. Tính năng mở khóa này con này sẽ là có dấu vân tay này. Và con này là gì nhỉ? Khuôn mặt này. Và thứ hai con này thì là gì nhỉ? Có cả bàn tay nhá. Đấy, mở khóa bằng bàn tay luôn. Các bạn có thể là giơ bàn tay ra để mở khóa nhá. Đây. Cái cho phép chạy HAN-ID này. Đấy. Các bạn có thể là dùng bàn tay để các bạn mở khóa. Và thứ hai khuôn mặt đấy, 3 tính năng. Nó có 3 tính năng đấy, vân tay các bạn có thể dùng vân tay này. Khuôn mặt và coi như là bàn tay các bạn nhé, các bạn có thể dùng bàn tay mở khóa nhé. Đấy, rất nhiều tính năng hay luôn. Camera con này là thiết kế cưng gì sắc nét luôn này. Camera của nó cũng là 3 camera như kiểu con LG V50 này. Đấy, nhưng mà con này nó sẽ là thiết kế gần nhau hơn và nhìn cảm giác cái 3 camera này là nhìn nó phẳng rất là đẹp nhé. Nhìn nó chiếm nó không to quá, chiếm tỷ lệ rất là hay luôn. Thì mình sẽ vào coi như là cái phần camera này cho bạn nhé. Nói chung là cái màn hình AMOLED nó vẫn là hơn là B AMOLED các bạn ạ. Màn hình AMOLED là cực kỳ là tuyệt vời đây ạ. Camera con này cực kỳ là sắc nét luôn. Có nhận diện coi như là số điện thoại nhé. Các bạn kích vào cái số điện thoại nó sẽ ra số điện thoại luôn. Đấy. Camera con này cực kỳ khỏi chê luôn. Quá là đẹp, quá tuyệt vời các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm coi như là LG G8 Thinh Quy này, các bạn thể liên hệ trực tiếp qua hai số hotline mình. Và giờ là việc mình bắt đầu từ 7 giờ sáng và đến 10 giờ tối. Nếu mà tin nhắn, Zalo mình không trả được kịp thì là mong bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại với mình. Và đây địa chỉ cửa hàng mình là số nhà 72, phố Ba Thá, xã Viễn An, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Gần các bạn thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình. Và bên mình thì là có ship cô ba miền. Và hình thức ship cô là có được nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là cứ lỗi đổi một tuần và bảo hành đầu 6 tháng. Nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng cũng như là sản phẩm cũng như là LG LG V6 LG G8 Thinh Quy này các bạn nhá. Đấy, nên các bạn yên tâm luôn các bạn nhá. Nhà mình nay về rất là nhiều luôn nên các bạn thao lựa chọn nhá. Đấy, sản phẩm này rất là nhiều luôn. Máy đẹp cũng như là leng keng. Giá chỉ với giá coi như là 3.600.000 cho các bạn nhá. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn các bạn. Mình về rất nhiều nên các bạn thao lựa chọn. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về là sản phẩm này là sản phẩm cũng như là S10 Plus các bạn nhá. S10 Plus thì là con này của nhà mình thì là phiên bản Mỹ này. Chạy chip Snap là 855. Đấy, chip này nó sẽ là giống với chip con như là LG V50 này và LG G8 các bạn nhé. Đấy. Sản phẩm có như là S10 Plus này, phiên bản Mỹ thì là đây ạ. Này, S10 cộng này, phiên bản Mỹ sẽ là chạy SIM 1 SIM 1 sóng. Nó sẽ như bản Hàn của coi như là dòng LG và S10 5G các bạn nhé. Và con này thì là cấu hình thì là cực kỳ là khủng. RAM con này là RAM 8GB và bộ nhớ trong con này là 128GB. Màn hình của nó là tràn viền 6,4 inch. Độ phân giải của nó cũng là QHD 2K+. Và con này của nó thì là được cái là trang bị con này của nó là pin của nó là pin 4100. Đấy, màn hình của nó cực kỳ tuyệt vời. Đây, màn hình tràn viền rất là đẹp các bạn nhé. Đấy. LG G8 màn hình cũng là đây tràn viền này. Màn hình cong tràn viền rất là đẹp các bạn ạ. Đây. Màn hình con này nó cong nó tràn viền ra bên ngoài nó rất là đẹp luôn. Đấy, màn hình sáng đẹp lắm. Nói chung là các bạn này, nhìn màn hình cũng như là LG G8 này. Rất là sắc nét luôn. Quá sáng và quá đẹp luôn các bạn nhé. Nói chung là với mức giá có như là 3.600.000 các bạn mua những sản phẩm có như là LG G8 này thì là đáng đồng tiền bát gạo nhé. Tại vì thời điểm hiện tại ấy, thì là cái LG V50 thì nó về Việt Nam nó ít, rất là ít. Đấy. Thì là thời điểm hiện tại thì là nó cái LG V50 thì là về Việt Nam rất ít. Tại vì tầm này mà về hàng thì là LG V50 thì nó là cực kỳ là xấu rồi. Tầm này mà mức giá hơn 3 triệu đồng thì các bạn mua LG V50 thì nó xấu lắm. Tại vì bây giờ là hàng là tồn kho nhiều LG V50 thì nó sẽ xả ra. Nhưng với hàng G8 này thì nó đã đang bắt đầu lại đang nói chung là đang tuồn ở hai bên Hàn này, tuồn về mình nhiều ấy. Thì các bạn có thể chọn những mẫu như là máy Hàn. Đấy, giá sẽ tương đương với mức giá coi như là LG V50. Nhưng mà theo lời khuyên của mình thì là thời điểm này thì các bạn
không có LG V50. Các bạn cân nhắc cho mình, chọn cho mình là sản phẩm có như là LG G8 các bạn nhé, để thay vào con LG V50. Thì màn hình của nó cũng là AMOLED rất là đẹp luôn, hơn màn hình BAMOLED các bạn nhé. Đấy, các bạn mua con này cực kỳ ok các bạn nhé. Đấy, thay con LG V50 cũng được, tại vì LG V50 tầm này nó nói chung là mông má hết lại rồi. Đấy, này, còn các bạn chọn những sản phẩm có như LG G8 máy đẹp này các bạn nhé, thì dùng cực kỳ là sướng và chất các bạn nhé. Đây, và con này con S10 Plus này thì là mình nói sơ cua qua rồi, thì là chip cũng là có như là đấy, chip thì cũng như con LG G8 thôi, và cũng như là con LG V50 thôi các bạn nhé. Nhưng mà sản phẩm Samsung thì lúc nào nó cũng đắt hơn. Đấy, ngoại hình thì sản phẩm có như là Samsung S10 Plus phiên bản Mỹ này thì là ngoại hình thì là máy còn là trên 90%, máy đẹp leng keng các bạn nhé. Này, ngoại hình thì là máy đẹp leng keng, rất là đẹp luôn, màn hình thì cũng là đẹp keng các bạn nhé. Đấy, con này thì là bọn này thì là bọn LG nhà mình thì màn hình đều đẹp keng các bạn nhé. Đây, toàn màn hình đều sáng đẹp keng các bạn nhé. Đấy, màn hình bọn này thì là cũng là sáng đẹp keng luôn. Và sản phẩm cũng như là sản phẩm là Samsung S10 Plus ấy, thì là bọn này thì mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 6.200.000. Thì mình sẽ vào coi như là sản phẩm nghe nhạc, sản phẩm này xem nó như thế nào các bạn nhé. Nghe nhạc thì bọn này cực kỳ là sướng rồi, mình vừa test loa xong. Đấy, nghe nhạc Samsung thì cực kỳ là sướng, cực kỳ là phê luôn. Đấy, đấy, nghe nhạc cực kỳ sướng và cực kỳ là phê các bạn nhé. Thì là S10 Plus phiên bản Mỹ này thì mình sẽ thanh lý bạn giá coi như là 6.200.000 cho bạn nhé. Đấy, các bạn xuống tiền mua S10 Plus phiên bản Mỹ này thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Nói chung là bọn này thì đáng đồng tiền bán gạo các bạn nhé. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được là bộ sạc coi như là chính hãng của LG. LG coi như là LG thì các bạn sạc có thể là LG V60 này, LG G8 này, LG V50 này. Nếu các bạn mà mua ở shop khác ấy mà chưa có sản phẩm coi như là sạc nhanh chính hãng 18W của LG này, các bạn có thể lên Shopee mình để đặt hàng các bạn nhé. Tí nữa mình sẽ coi như là để cái link coi như là Shopee của mình. Tí nữa mình sẽ để cái link Shopee của mình ở dưới phần mô tả video ấy. Các bạn click vào cái link Shopee của mình để các bạn mua đặt hàng các bạn nhé. Đấy. Đấy, bộ sạc nhanh chính hãng 18W của coi như là LG này, các bạn có thể sạc cho iPhone này, Samsung, Xiaomi các kiểu cũng được các bạn nhé. Nói chung là sạc tất được các dòng máy. Nói chung là với mức giá là bộ này mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 99.000 nhé. Đấy, bộ sạc nhanh chính hãng của coi như LG này thì mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 99.000, cực kỳ là rẻ thôi. Các bạn nào mua các bạn lên Shopee mình đặt ấy, thì các bạn chọn mức vào cái mức coi như là Shopee mà miễn phí ship ấy thì là cực kỳ là rẻ các bạn nhé. Đấy, bộ sạc nhanh chính hãng coi như là của LG với mức giá chỉ với giá coi như là 99.000 các bạn nhá, cực kỳ là rẻ các bạn nhá. Và tiếp theo đây là bộ sạc coi như là, tiếp theo đây là bộ sạc nhanh này, bộ sạc nhanh 25W chính hãng của Samsung này. Đấy, bộ sạc nhanh 25W chính hãng của Samsung thì nó sẽ là hai cái đầu coi như là TC đang bằng nhau nhá, hai đầu TC bằng nhau. Thì là bộ sạc coi như là 25W chính hãng của LG này, của Samsung này thì mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là sạc siêu nhanh này thì mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 150.000 đồng các bạn nhé. Đấy, chỉ với giá coi như là 150.000 đồng thì các bạn đã sở hữu sản phẩm coi như là sạc siêu nhanh chính hãng của Samsung này. Đấy, nói chung là sạc này thì mình cũng đã bán ra rất là nhiều rồi, và bán nhiều nhất là cái củ sạc coi như là bộ sạc nhanh chính hãng của Samsung này, của LG này, mình bán tầm độ hơn 400 bộ các bạn nhé. Thời điểm hiện tại mình bán hơn 400 bộ, rất nhiều coi như là bạn tin tưởng mua bên mình. Đây, các bạn có thể link Shopee của mình nhá. Tí nữa mình sẽ coi như để cái link Shopee mình bên dưới. Đây, các bạn vào Shopee của mình đây ạ. Đây. Đấy, mình sẽ để coi như link Shopee của mình đấy nhá. Các bạn vào có thể đặt hàng giúp mình. Thì là bạn nào mà mua sản phẩm bên mình rồi ấy thì các bạn có thể là theo dõi này, theo dõi cái Shopee của mình. Thứ nhất là các bạn có thể là theo dõi Shopee của mình, và thứ hai các bạn có thể là coi như là đánh giá coi như là 5 sao giúp mình nhá. Các bạn có thể vào coi như là phần này đánh giá 5 sao giúp mình các bạn nhá. Đấy, rất là ok nhá. Các bạn có thể là vào đánh giá coi như là 5 sao giúp mình, đặt mua và đánh giá 5 sao giúp mình các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được một con này là con gì nhỉ? LG V50 các bạn nhá. Con LG V50 ThinQ 5G này thì các bạn cũng đã rõ rồi. Thì là cấu hình cũng là RAM của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Nó như kiểu là coi như là cái con LG G8 đấy các bạn nhá. Nhưng mà được cái con này thì là màn hình của nó thì lớn hơn. Màn hình của nó là 6.4 thì con này là 6.1 này. Đấy. Nhưng mà màn hình con này nó chỉ là mức hiện tại của nó là AMOLED thôi các bạn nhé. Cũng là QHD 2K. Đấy. Nó giống như con này, nhưng mà con này màn hình AMOLED thì nó nhìn trông nó cảm giác nó nói chung là thật màu hơn một chút. Đấy. Nói chung là nó sẽ đậm màu hơn. Và con này nó sẽ là ngả sang màu trắng một chút các bạn nhé. Và sản phẩm có như là LG V50 này thì là màn hình con này thì bên mình là màn hình đẹp keng các bạn nhé. Đấy, con này thì màn hình đẹp keng. Và con này thì ngoại hình rất là đẹp luôn này. Đấy, ngoại hình thì là con này trên 90%. Đấy.
Nhà mình hôm nay thì về được duy nhất một chiếc này các bạn nhé. Là nhà mình hôm nay về được duy nhất một chiếc này. Đấy. Thì là con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 3.500.000. Đấy. Con LG V50 máy đẹp này. Thì mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 3.500.000 cho bạn nhé. Đấy. Đấy. Màn hình đẹp keng. Và máy cũng là rất là đẹp các bạn nhé. Đấy. Giá 3.500.000 cho bạn nhé. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Samsung S10 5G các bạn nhé. Samsung S10 5G thì hôm nay nhà mình được về rất nhiều này. Đấy. Nhà mình hôm nay về được tất cả là 3 cây ra sắc này. 3 cây màu ra sắc này. Đấy, S10 5G hàng siêu thị Thanh Lý này. Thì nhà mình về hôm nay được là 3 cây màu ra sắc này. 3 cây màu ra sắc và một cây là màu xám đen các bạn nhé. Thì là con Samsung S10 5G này thì mình sẽ nói sơ qua về cấu hình chi tiết cho các bạn. Thì là cấu hình của nhà mình thì là phiên bản của nhà mình là phiên bản Hàn này, một sim một sóng, có hỗ trợ 5G đấy ạ. Có hỗ trợ 5G và cấu hình con này thì là cực kỳ là khủng, RAM 8GB và bộ nhớ trong con này là 256GB. Màn hình của nó là tràn viền 6,7 inch, độ phân giải của nó là QHD 2K+. Và dung lượng pin con này cực kỳ là trâu bò, pin con này của nó là pin 4500 các bạn nhé. Và sản phẩm cũng như là Samsung S10 5G hàng siêu thị Thanh Lý này thì là ngoại hình thì là máy còn là trên 90%. Ngoại hình thì là máy đẹp leng keng các bạn nhé. Và màn hình con này là cũng là đẹp leng keng luôn, sáng trong veo các bạn nhé. Và con này thì là bên mình sẽ bán cho bạn với giá có như là 6.200.000. Đấy. Con Samsung S10 5G hàng siêu thị Thanh Lý này thì bên em sẽ bán cho bạn giá có như là 6.200.000. Đấy, màu đa sắc. Thì hôm nay nhà mình về rất là nhiều màu nên các bạn lựa chọn nhé. Màu đa sắc này và có như là màu xám đen nhá. Nói chung là tùy các bạn. Các bạn cần màu nào thì các bạn có thể là đặt màu đấy, bên mình sẽ ship cho các bạn nhá. Nên các bạn cứ yên tâm. Và bạn nào thích sản phẩm coi như là Samsung S10 5G, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với đặt hàng. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và trong buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm coi như là LG G8 này và V50, S10 Plus này và S10 5G. Thì các bạn nhanh tay đăng ký và ủng hộ bên mình. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngủ ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip sau các bạn nhé.